Kính thưa quý vị, theo kế hoạch thì vào lúc 9 giờ sáng thì các vận động viên Daniel Nguyễn, Lý Hoàng Nam và Savannah Lý Nguyễn sẽ có các trận đấu ở vòng tứ kết và bán kết ở nội dung đơn nam và đơn nữ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi thời tiết trời đang mưa khá lớn nên các trận đấu đã tạm hoãn. Tại Manila có rất nhiều môn thi đấu nhưng chỉ có quần vợt bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Khi trời ngớt nước mưa, ban tổ chức đã cho nhân viên tranh thủ lau sân với hy vọng có thể tiến hành các trận đấu vào lúc 10 giờ. Nhưng chỉ một lúc sau, trời lại đổ mưa lớn. Theo luật, các trận đấu quần vợt chỉ có thể tiến hành trên mặt sân hoàn toàn khô ráo. Do đó, với tình hình thời tiết hiện nay thì chưa biết đến khi nào mới có thể tiếp tục chương trình. Vận động viên Savannah Lý Nguyễn, Daniel Nguyễn và Lý Hoàng Nam là những vận động viên cũng đã thi đấu chuyên nghiệp rất là nhiều. Về vấn đề thời tiết phải delay, phải chậm trễ lại do tất cả các trận đấu đều được chuẩn bị rất là tốt và họ đều có tính chuyên nghiệp và trong tư tưởng cũng đã có sự sắp xếp rất là tốt rồi. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì cơn bão Kamuri đã chính thức đổ bộ vào Philippines và ở thành phố mà chúng tôi đang tác nghiệp là thành phố Clark, dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tâm bão nhưng cũng đã ảnh hưởng khá nhiều và ngày sáng hôm nay cũng đã có những cơn gió lớn và cũng như là có những cơn mưa nhỏ. Theo kế hoạch, sáng nay hai đội tuyển bộ ba nam và bộ ba nữ ở môn bi sắt của Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng vòng bảng, lần lượt gặp Philippines và Myanmar. Tuy nhiên, do đây là môn thi đấu ngoài trời, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điều kiện thời tiết như mưa và gió nên ban tổ chức quyết định tạm hoãn dời sang ngày mai. Ở điểm thi đấu, bộ phận hậu cần cũng đang tiến hành dọn dẹp, di dời các thiết bị để tránh bị ảnh hưởng. Theo dự báo thời tiết tại thành phố Clark, đến 14 giờ trưa nay theo giờ địa phương, khả năng có mưa lên tới 90% và sẽ kéo dài đến tận sáng hôm sau. Thưa quý vị, Vịnh Subic là nơi diễn ra tất cả các môn thi đấu trên biển của kỳ SEA Games 30 lần này. Và với việc đổ bộ của cơn bão Kamuri thì ban tổ chức đã phải hoãn tất cả các môn thể thao này và thậm chí là một số môn thi đấu trong nhà ở Subic cũng bị hoãn vì một vài lý do khác nhau. Và tôi đang đứng tại khu vực Vịnh Subic và ở đây không có bầu không khí của bất kỳ một môn thi đấu nào tại SEA Games cả. Subic không phải khu vực trung tâm bão Kamuri đi qua. Chỉ bị ảnh hưởng nhẹ nên trời có mưa nhỏ, gió nhẹ và không có nắng. Nhịp sống của thành phố yên bình này vẫn trôi qua nhẹ nhàng, nhưng một số môn thi đấu ở SEA Games phải bị tạm hoãn. Một số môn thi đấu trong nhà khu vực Subic diễn ra bình thường. Đội tuyển cờ vua Việt Nam có nhiều hy vọng giành huy chương vàng nội dung cờ nhanh, với thể thức chính ván Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Thị Mai Hưng đều đang tạm dẫn đầu bảng nam và bảng nữ sau 7 ván với cùng 6 điểm. Hai ván cuối sẽ diễn ra chiều nay. Trong khi đó, Pencasilat Việt Nam chính thức trắng tay ở nội dung thi quyền tại SEA Games 30. Ở cả 4 bài thi Tungan nam nữ, Tini và Ganda, các vận động viên của Việt Nam đều không thể giành được một vị trí trên bục nhận giải. Bài biểu diễn Tungan nữ của Vương Thị Quỳnh sáng nay cũng chỉ đạt 442 điểm, xếp hạng 6 trong tổng số 8 vận động viên. Kỳ vọng vàng sẽ được đặt vào hạng cân đối kháng diễn ra chiều nay, vốn là thế mạnh của Pencasilat Việt Nam. Ngoại trừ những môn ngoài trời bị điều chỉnh lịch thi đấu thì các môn trong nhà vẫn diễn ra bình thường. Và sáng hôm nay thì đoàn thể thao Việt Nam cũng thi đấu ở một số nội dung có hy vọng giành huy chương vàng như Wushu và cử tạ. Và những tin vui cũng đã đến với đoàn thể thao Việt Nam. Phải đợi đến ngày thi đấu cuối cùng, Tao Lu mới giành được huy chương vàng cho Wushu Việt Nam. Từng giành hai huy chương vàng SEA Games ở nội dung nam quyền sở trường. Sáng nay Phạm Quốc Khánh thể hiện bài thi khá xuất sắc, đạt 9,65 điểm, vượt qua vận động viên của Indonesia và Brunei để giành huy chương vàng sau đúng 10 năm chờ đợi. Thật ra thì trước khi thi đấu thì tình trạng chấn thương của em ấy, nó có dấu hiệu bắt đầu bị đau lại ấy. Nhưng mà cùng với sự chăm sóc của bác sĩ, với sự cổ động viên cùng các bạn và sự dẫn dắt của những huấn luyện viên thì em đã vượt qua được cơn đau và em đã hoàn thành xuất sắc bài thi của ngày hôm nay. Cũng trong sáng nay, Trần Xuân Hiệp giành thêm một huy chương đồng ở nội dung toàn năng đao thuật cung thuật, trong khi Trần Thị Minh Huyền mang về thêm cho Wushu Việt Nam một huy chương bạc ở nội dung thái cực kiếm. Như vậy, kết thúc nội dung thao lù, Wushu Việt Nam giành được tổng cộng một huy chương vàng, một huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Chiều nay, nhiều khả năng các võ sĩ tán thủ sẽ giành thêm ít nhất 2 huy chương vàng nữa khi có 3 vận động viên vào chung kết lúc 14 giờ giờ Việt Nam. Với tâm lý tự tin, cô gái người dân tộc Giấy Hoàng Thị Duyên đã hoàn thành rất tốt các bài thi của mình với thành tích 95kg ở động tác cử giật và 115kg động tác cử đẩy, xuất sắc giành huy chương vàng cử tạ nữ với thành tích tổng cử là 210kg.
Đây chưa phải là thành tích tốt nhất của Hoàng Thị Duyên khi cô đã từng đạt thành tích 220 kg ở các giải đấu trước. Như vậy, tính đến thời điểm này, đội tuyển cứ tại Việt Nam giành được 3 huy chương vàng, lần đầu tiên vượt qua cột mốc 2 huy chương vàng ở các kỳ SEA Games trước đây. Vào lúc 13 giờ chiều nay sẽ diễn ra cuộc tranh tài ở hạng cân 67 kg của nam với sự góp mặt của vận động viên Đinh Xuân Hoàng, Phạm Thị Hồng Thanh 64 kg nữ. Với kinh nghiệm phòng chống thiên tai của mình thì chắc chắn là nước chủ nhà Philippines cũng đã có những phương án ứng phó kịp thời với cơn bão Kamuri. Còn với chúng ta thì những tin vui từ hai môn Wushu và cử tạ đầu ngày sẽ là tín hiệu để chúng ta tiếp tục hy vọng vào một cơn bão vàng như những gì mà chúng ta đã có được trong ngày thi đấu đầu tiên. Vào chiều nay thì thể thao Việt Nam cũng sẽ tiếp tục chờ đợi hy vọng từ những môn thể thao như là Wushu, cử tạ, đấu kiếm, bắn súng. Và ngoài ra thì nếu như không bị hoãn, trận đấu giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Singapore cũng sẽ được diễn ra và được trực tiếp từ lúc 18:15 trên kênh HTV Thể thao. Những thông tin của đoàn thể thao Việt Nam cũng như tình hình của cơn bão Kamuri sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Ấn tượng SEA Games vào lúc 19:45 trên kênh HTV9. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.